Xin chào mọi người, mình lại chia sẻ tiếp một cái van bệnh vì mình đang có thời gian rảnh đây. Có một anh thợ đi mua ECM về thay nhưng mà không may đại lý người ta lại bán nhầm cho ECM, tức là SH1 khóa thông minh thì đại lý lại bán nhầm cho SH1 khóa chìa. Về thì vẫn nổ máy được nhưng mà nó báo lỗi. Và ga lên thì có hiện tượng là báo lỗi ở trên đèn báo nhiệt độ, làm cho anh thợ rất là lúng túng. Thì không có tài liệu tra cứu rồi không biết cách thử thì đã mang đến cho mình là và mình nhận được trường hợp này, mình khoanh vùng và đánh giá rất là nhanh. Thứ nhất, dựa vào kỹ thuật khoanh vùng chẩn đoán. Thứ hai nữa, dựa vào tài liệu tra cứu ở Vinamoto thì mình đã ghi hình lại quá trình làm rồi. Bây giờ mình sẽ chiếu lại cho mọi người xem nhé. Rồi, SH1 cứ ga lên là báo cái đèn báo nhiệt nhé. Ga lên này. Đó, ga lên báo đèn báo nhiệt này. Rồi. Con này khả năng nhầm chân của van từ. Khả năng nhầm chân của van từ thông hơi bình xăng, tại vì van từ thông hơi bình xăng cứ ga lên là nó mở mà. Cái van thông hơi bình xăng ấy đây này. Ga lên như này đã nháy này. Nó rất đều nhé, không phải chập dây đâu. Chập dây nó rung 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 cơ. Nhưng mà ga này, đấy rất nhịp nhàng. Ga tiếp lại đấy, nó luôn sáng, luôn sáng. Đóng ga thì lại mất. Con này chắc chắn là nhầm chân của van từ thông hơi bình xăng rồi. Thế thì con này khả năng là IC của khóa chìa đấy. Rồi. Rồi sau một hồi tra cứu chân IC thì đúng rồi. Bị sai chân IC, tức là chân số 13 và chân số 12 bị đảo ngược nhau. Đây là SM của SH1 2015 thì chân 13 lại là chân van từ thông hơi bình xăng và chân A12 là chân đèn báo nhiệt độ. Như vậy xe này là SH2019, SH1 2019, 18, 19 nhưng mà lại lắp nhầm IC khóa chìa. Cho nên là bị lệch chân. Đó, cho nên lệch chân. Đó. IC khóa thông minh thay ra đây, mã K29 961V01 đó. Đây tháo ra thì tra đúng là sai mã rồi, đúng sai mã IC đó. Đây là thợ thay vào và đại lý phụ tùng mua thì họ bán họ không biết, họ hiểu nhầm, họ cứ nghĩ rằng đấy là mã của khóa Smoky cho nên họ bán sai, cho nên mấy anh em thợ là rất là khổ. Rồi nhờ app tra cứu tài liệu Vinamoto thì mới cứu được cái pan này, cộng thêm cái việc là đánh giá tình trạng khoanh vùng thì mới có cơ sở mà so sánh. Đấy, đánh giá khoanh vùng mà chuẩn mà không có cơ sở để so sánh, không có app Vinamoto thì không bao giờ tìm được ra vậy. Rồi bây giờ tiến hành là đảo chân thôi. Đã chót mua ECM rồi, chót mua IC rồi thì không giả lại nữa, không đổi nữa. Đây, tháo ra nhìn mã luôn. Đây anh đặt ra để em quay mã IC. Đấy, mã IC đây. Đó, mã là K29F913V01, sơn màu đen, là của khóa chìa nhé. Đó, thế còn khóa thông minh đây. Khóa thông minh sơn màu đỏ, chữ đỏ đây. K29K961V01. Đó. Anh em thợ lần sau gặp cái tình trạng tương tự như này thì phải tự biết được nhé. Còn dễ nhất thì là lối tắt ổ khóa điện. Dễ nhất là lối tắt ổ khóa điện mà nổ được máy thì là chuẩn là khóa chìa. Thì con này lối tắt ổ khóa điện cũng đã thấy lổ máy rồi, cho nên là khẳng định là càng chuẩn luôn. Khóa thông minh mà mình ọp chìa đi lối tắt là không bơm xăng, không lổ máy được đâu, không đè được đâu. Thế còn con này với lối tắt ổ khóa là lổ luôn, bơm xăng luôn rồi nhá. Bây giờ đang tiến hành là cắt dây và hàn đảo chân thôi, đỡ phải rút rác đảo lỗ. Rút rác đảo lỗ thì nó sẽ lỏng lẻo. Cắt ra hàn đảo chân số 12 và số 13 đổi chỗ cho nhau là hết bệnh thôi. Ở nhà hướng dẫn lại một lần nữa nha. Dây A13 là đen sọc xanh dương và A12 là xanh nhạt sọc đỏ, đổi chỗ cho nhau. Đây bạn Khánh bạn đang cắt dây đây. Rồi đã xong. Sau khi mà đã băng bó đảo chân đây rồi, hàn cẩn thận nhá, ống gen cẩn thận rồi. Bây giờ thoải mái. Đây lỗ máy rồi nhá, bây giờ ga lên này. Dạ. Ngon luôn. Đó. Tắt khóa này. Bật lên này. Đó, ngon rồi. Còn cái chớp 5 cái báo là hết pin FOB thôi.
Đó, như vậy là mình đã bắt đúng bài, nhờ cái app tra cứu tài liệu Vinamoto thì mình mới biết chân nào sai chân nào đúng, so sánh giữa hai con e xem. Thì đây là một cái bài học sương máu và của đại lý phụ tùng, người ta bán sai đồ, người ta khẳng định là bán đúng đồ SM cho đời này rồi, nhưng mà thực ra là bán sai. Và cách để xác nhận sai hay đúng thì mọi người cứ đấu tắt ổ khóa điện, nếu mà lổ máy được thì đúng là SM của khóa chìa rồi, còn đấu tắt mất bơm xăng không đề được thì đương nhiên vẫn là đúng SM của cái đời khóa thông minh này luôn nhé. Và khi xác định là sai đời thì tận dụng chuyển chân dựa vào app Vinamoto, thì mọi người có nhu cầu liên hệ mua. Rồi, sau khi tải về, mọi người tải về điện thoại, chỉ dùng cho điện thoại hệ điều hành Android thôi nhé, iPhone iOS là không xài được đâu. Rồi, kích vào, sau khi tải về kích vào Vinamoto này. Rồi, mọi người kích vào chữ Y thì nó sẽ thấy là mã MPA, mỗi người có một cái mã MPA riêng, như của mình là 16029. Thì đọc cho mình mã MPA, mình sẽ gửi lại cho mọi người cái mã kích hoạt, thì là 300.000 một năm nhé. Đấy, mọi người trả phí là 300.000 thì sẽ xài trong vòng một năm. Khi mới tải về thì mọi người sẽ dùng được miễn phí trong vòng 30 phút cộng dồn, sau đó sẽ bị khóa. Đây ví dụ mình dùng này, mình ấn vào mục tra cứu này, Honda này, ví dụ AB này, tra cứu mã lỗi này, mã lỗi ví dụ như mã lỗi 52, ấn check này. Để dùng tiện lắm. Đấy, lỗi mạch điện cảm biến vị trí trục khỉu này. À, và đây ra một cái sơ đồ này, mình kích vào sơ đồ. Đó, gợi ý sửa chữa nhé. Tức là nhiều anh em không hiểu về kỹ thuật thì cứ đi vào theo gợi ý sửa chữa này. Đó, ấn đi tiếp này. Đây hướng dẫn này. Đây hướng dẫn để kiểm tra đo đạc dây nào, đầu nào thì mình chọn vào có này. Đấy, rồi app hỏi mình là xe có khởi động được không này. Thì họ mình chọn là không luôn đi. Đó, và app hướng dẫn mình đo dây đen lâu đen và xanh dương sọc xanh nhạt. Và tiêu chuẩn điện áp có từ 10 đến 12V không thì mình làm theo thôi. Và mình ấn là ví dụ không đi. Đó, sau đó là app lại yêu cầu mình đo như thế này. Tức là mình không cần hiểu về kỹ thuật, mình chỉ cần đo theo thôi. Không này. Đấy, tiêu chuẩn điện áp có không? Đây này, lại đo dây dương này cộng với mát sườn này. Không này. Đó, như vậy là app đưa ra một kết luận cuối cùng, nếu mình làm theo thì nó sẽ ra là SM bị hỏng, bị hư, bị hỏng. Đó, đó. Tức là những anh em chưa hiểu kỹ thuật FI, chưa biết cách đo hiểm thì app sẽ hướng dẫn cho chúng ta đo đạc luôn. Còn ngoài ra, cái mục mà tra cứu chân SM đây này. Đấy. Anh em mất rất nhiều tiền để mua cái tài liệu nhé. Thì mọi người chỉ cần bỏ ra 300.000 trong vòng 1 năm. Tức là mỗi ngày chúng ta chưa phải mất 1.000 đâu nhé, chưa đến 1.000 đồng một ngày. Đây, chân ECM đây. Chân A23 là chân gì đây? Xanh biển trong xanh lá, chân mát cảm biến CKP 0V. Đó, rất chi là dễ. Đây, diễn giải đây. Đếm từ đầu qua. Đấy. Nhiều mục khác nhé. Tra cứu chân đồng hồ này, reset đèn báo nhớt này. Đây, rất là hiện đại. Nhiều cái xe đời mới, ví dụ SH2024 này, SH2020 này, không biết tắt đèn báo nhớt thì vào đây nhé. Đây là AB chẳng hạn. Đấy. Quy trình này, bước 1 là tắt khóa điện, bước 2 là nhấn giữ nút này, bước 3, bước 4 này. Đó. Lần 3 khi xe chạy được 6.000 này, và những lần tiếp theo thì cứ 6.000 km thì đèn nó sẽ sáng một lần nhé. Rồi, thế rồi, video mình làm tới đây hết rồi, không dài quá. Rồi, xin chào mọi người.